cảm ơn tấm lòng của các anh chị, cô bác đã ủng hộ trong buổi tối ngày hôm nay. Anh Thanh Thanh 100.000, chị Xuân Aya 300.000, anh Duy Mai 500.000, ông Chiên Văn 100.000 và ông Thanh Cường 100.000. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
mình xuống anh đâu à? Thích đội nào? Thích đội nào? Nhưng mà thích đội nào? Ơi ơi, biết mà. Rồi. Rồi.